Một người phụ nữ đẹp và thời thượng không thể thiếu nghệ thuật trang sức. Trang sức làm nên vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và chúng còn được xem là nơi gửi gắm niềm tin, là lá bùa hộ mệnh cho mọi người. Trước những nhu cầu về trang sức, hiện nay các thiết kế trang sức cũng rất đa dạng. Có thiết kế mẫu mã được chế tác trong nước mà cũng có không ít trang sức nhập ngoại. Để giúp mỗi người có thêm những lựa chọn về trang sức nhập ngoại, chương trình ngày hôm nay giới thiệu một số mẫu trang sức nhập ngoại rất thời thượng hiện nay. Đây là các mẫu trang sức do Bảo Tín Minh Châu nhập khẩu, mang thêm lựa chọn phong phú đa dạng cho chị em phụ nữ. Đây là một mẫu vòng tay ngoại nhập, chắc hẳn bạn cũng đã nhận thấy vẻ đẹp tinh tế mà rất hiện đại và có sức cuốn hút kỳ lạ. Chúng giống như vẻ đẹp của một cô gái thành thị, đẹp mà cao sang, tinh tế mà không rườm rà. Với mẫu trang sức này, bạn có thể diện với đầm để tăng thêm phần trẻ trung, hoặc đi cùng với vest để khẳng định phong cách, hay diện với những bộ đồ cá tính để thêm phần bí ẩn và nữ tính. Có thể nói, trong cuộc sống hội nhập, người phụ nữ ngày càng có cơ hội tiếp cận với phong cách thời trang đa dạng để làm mới mình, để tự tin trước những đối tác trong và ngoài nước. Với những mẫu trang sức nhập ngoại, Bảo Tín Minh Châu đề cao hình ảnh của người phụ nữ trong giai đoạn hội nhập, hợp thời mà vẫn giữ gìn được bản sắc của người phụ nữ Việt, tinh tế, nhẹ nhàng mà không kém phần nổi bật. Với mẫu trang sức khuyên tai sang trọng và lạ mắt này, quả là một lựa chọn sắc bén của những người phụ nữ thành thị. Phong cách châu Âu của nữ trang sẽ mang cho bạn vẻ đẹp tỏa sáng, tự tin trong bất kỳ bữa tiệc sang trọng nào, kể cả việc tham dự trong những tuần lễ thời trang bậc nhất. Chỉ cần thêm lựa chọn trang phục và phong cách trang điểm phù hợp, bạn sẽ là chủ nhân cho những bữa tiệc như sinh nhật hay Noel đã cận kề. Với những ngày đặc biệt, quả trang sức cũng là cách để bạn thể hiện sự trân trọng đối với những người bạn thương yêu. Những đôi hoa tai kết cầu kỳ tinh tế này có thể là một lựa chọn phù hợp. Vẻ đẹp dạng người lấp lánh, sự độc đáo không dễ kiếm tìm của trang sức chính là cách thay cho lời muốn nói rằng họ chính là báu vật mà bạn luôn luôn gìn giữ và không dễ dàng thay thế. Trong số những trang sức nhập ngoại thì trang sức Ý vẫn được xem là có phẩm chất và tiêu chuẩn cao cấp nhất hiện nay. Mẫu dây chuyền ngoại nhập tưởng chừng như đơn giản mà cũng vô cùng nổi bật, chỉ có thể sản xuất với đôi bàn tay tài hoa thẩm mỹ mang tính thời đại và hệ thống công nghệ hiện đại. Theo các chuyên gia Bảo Tín Minh Châu, với những mẫu thiết kế này, chị em có thể sử dụng khi đi dạ tiệc, party hay linh hoạt sử dụng trong những ngày đi làm công sở để thật trẻ trung hiện đại mà vẫn trang nhã lịch sự. Có thể nói, trang sức nhập ngoại hiện nay rất đa dạng về nguồn gốc, xuất xứ, mẫu mã và giá cả. Để yên tâm sử dụng hay dành tặng những người thân yêu, chúng ta cần lưu ý lựa chọn những thương hiệu nhập khẩu có uy tín, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chế độ bảo hành để món quà trang sức thực sự mang lại niềm vui ý nghĩa cho bạn. Thời trang nói chung và trang sức nói riêng trong xu hướng toàn cầu hóa đã ngày càng giúp cho chị em có nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều phong cách khác nhau, không chỉ những thiết kế chế tác trong nước mà cả những thiết kế sản xuất ở nước ngoài, từ đó giúp chị em tự tin tỏa sáng, thành công và khẳng định mình trong dòng chảy của cuộc sống mới.